Em xin chào cả nhà. Nay đi thăm bãi chuột nó cả nhà ơi. Điểm này điểm mới thấy có dấu cống nó đi cả nhà. Giờ tới điểm rồi cả nhà ơi. Giờ cả nhà đi thêm trải nghiệm cả nhà ơi. Giờ vô trong đây hai cái đầu tiên cả nhà. Mong hy vọng dính cống nha cả nhà. Dính chuột cơm gì vậy? Chuột cơm cả nhà, hai cái quay đầu. Chuột cơm gì đây? Ủa, chuột cơm bự rồi cả nhà, mập. Cái này không dính cả nhà. Hai cái quay đầu dính được con chuột cơm cả nhà. Để đây đi. Đây còn đây ba cái nữa hết bảy cả nhà. Đây sập rồi nè, không biết dính con gì đây. Câu dính con rắn ngũ hành luôn cả nhà ơi. Dính con cống, dính con rắn ngũ hành luôn, quá đã cả nhà. Con rắn ngũ hành nó bự, trời ơi. Cắn chết luôn Huy về. Dừng luôn, bắt con rắn ra cả nhà. Thôi để đi, lát nó bắt. Cũng thăm hai cái nữa. Đây. Đây. Quá đã cả nhà. Chuột cống. Quá đã. Bên đây không dính. Dậm dừng luôn cả nhà. Có hy vọng không? Không hy vọng luôn. Đây em thấy sụp rồi nè, không biết con gì đây. Ôi ơi, con chuột cơm. Con chuột cơm bự cả nhà. Rồi con chuột cơm nữa. Đây. Cũng cống trời cả nhà. Không dính luôn. Em còn mấy cái nữa hết điểm cả nhà. Mình đem xe sụp nè, không biết còn gì đây. Ủa, con trời, kỳ vậy ta. Này không dính luôn. Ủa,
Nhuộm dần luôn cả nhà ơi. Rồi tới điểm luôn cả nhà ơi. Nước nó ngập lĩnh đỉnh luôn. Qua mưa lớn rồi cả nhà. Rồi cái đầu không dính luôn. Mồi vẫn còn luôn. Bên đây chắc con vị luôn quá. Bên đây hết mồi luôn cả nhà ơi. Khôn quá, khôn chuột nhỏ á cả nhà. Đây. Con chuột cơm chập bá luôn cả nhà. Cái bên này nữa, cái quay đầu dính luôn cả nhà ơi. Mấy con chuột cơm mập hết biết luôn cả nhà. Hai con. Đây em thấy sập luôn nè. Sập luôn. Con chuột cơm chà bá luôn. Nó mập. Mập cả nhà. Đó. Đây trong đây em còn 4 cái nữa cả nhà. Không sụp luôn cả nhà ơi. Ôi ơi cái này nó kẹt cả nhà ơi. Nó kẹt mới ngồi. Chứ không phải dính lại. Tiếc quá cả nhà. Này đúng rồi. Cả nhà. Cả nhà hỏi em đặt màu gì, em đặt màu thơm nghe cả nhà. Đây đây đây. Ôi con chuột cơm nó mập. Cái nhà hỏi em đặt màu gì, em đặt màu thơm nha. Đây. Tìm con chuột cơm nó cái nhà ơi. Giờ đặt ở trong đây im hơn mé ngoài cả nhà. Trong đây còn cái nữa cả nhà ơi. Còn hy vọng không? Hy vọng luôn. Làm chục cơm luôn cả nhà. Quá im rồi. Em dừng luôn cả nhà ơi. Tới điểm luôn cả nhà. Chỗ này em đặt 4 cái. Đây đây đây. Đoạn chuột cơm chà bá luôn cả nhà. Chưa vô cái cần nữa. Hên nó hên cả nhà. Đoạn chuột cơm nó mập.
Đây trong này có hai cái đây nè. Trời nó mỏi đít trời. Mỏi đít cả nhà ơi. Oh, thua rồi. Chuột gì mà khôn khôn quá cả nhà. Thêm còn cái nữa cả nhà ơi. Này kiến vàng quá trời luôn cả nhà. Mùa này mùa kiến vàng đó. Đây. Đợt cuộc cũng chuột cơm. Uống cái dính hai con cả nhà cũng được rồi. Đậm dừng luôn cả nhà ơi. Tới điểm luôn. Hy vọng cả nhà ơi. Này hết mồm không dính luôn nè. Trời ơi. Đây đây đây. Đâu ta? Đây, chục con nhỏ xíu rồi cả nhà. Đây lần thêm con nó cả nhà ơi. Qua chồng mua dớp bảy luôn cả nhà ơi. Buồn thiệt. Đây 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 đây. Hàng hiếm. Con cống đang thui chà bá luôn cả nhà ơi. Bên nó nặng. Ôi ôi. Quá đã cả nhà ơi. Cả nhà thấy rõ không? Cái này không dính nè. Rồi ở nó ăn mấy dưới cả nhà. Rồi nó ăn hướng này nè. Hôm qua đi trong cây biểu mông nó quất cả nhà. Quất sưng cái chán luôn. Rồi tạt cái bẫy rồi. Tám cái còn hai cái nữa. Ở đâu ta? Ở đây 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 đây. Trời ơi con cơm lắm. Không biết nói chuyện luôn cả nhà ơi. Đèn qua ở cái chỗ nào ta?
Đây hôm qua ăn ngay chỗ này nè, ngay chỗ này nó có ổ ong cả nhà, nghe tay em chỉ nè, hôm em đi xém nó bợ cả nhà. Mình em đi đường này cả nhà ơi. Đường này nước nó hơi ngập mà phải đi cả nhà ơi. Đi bên kia ông Long quýnh chấp. Nó luôn. Trời ơi cái gì vậy trời, nó ủi tất cả nhà ơi. Nó hôm qua đặt ngay chỗ này ngon quá rồi. Bên đây còn cái nữa cả nhà ơi, đúng luôn. Hết mồi luôn chứ, dậm dừng luôn cả nhà ơi. Tới điểm luôn cả nhà ơi. Đây là mua chuột cơm. Ồ, chập bá luôn cả nhà. Rồi tới điểm luôn cả nhà ơi. Điểm này điểm cuối rồi. Điểm này em đặt chục cái. Em thấy sụp rồi cả nhà. Rồi, xong cái này em gia tổng mình quả luôn cả nhà ơi. Đây, một con chuột cơm ú nù luôn. Dạ. Đây, đồng thương con nữa. Quá yên ta. Còn chục con mập. Rồi, để đây đi hơi ra lấy cả nhà. Đây. Chục cơm nó mập hết nó nổ luôn cả nhà. Chục dừa cả nhà. Trời ơi. Đây. Hết luôn cả nhà ơi. Này luôn. Quá yên cả nhà. Em đặt cái nào chất lượng cái đó nha cả nhà. Từ khi chỗ đó không có chuột thôi cả nhà. Còn em còn 5 cái nữa. Không chín luôn. Rồi bên đây lật bẫy luôn cả nhà. Đây đây
Đó. Thì còn cái nữa nè. Dính luôn cả nhà. Còn chục con bự. Giờ em dừng luôn cả nhà, giam tổng quả cả nhà. Em tắm quả luôn cả nhà. Nay đi được có nhiêu đây à? Được 5 con cống với con rắn khổ hành nè cả nhà. Chuột cắn chết veo luôn. Còn nhiêu chuột tôm không cả nhà? Chuột tôm bự bự không, đã quá đã cả nhà. Để em đếm có bao nhiêu con. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 27 con cả nhà với con rắn. Nay đi tổng quả được như đây cả nhà. Ở cuối video cả nhà thấy có mến có hay cho một lượt like, một lượt đăng ký cả nhà. Hẹn video ngày mai cả nhà. Bye cả nhà.